Lựa chọn thiện lành. Chúng ta một đời lo toan, bận rộn, mệt mỏi, dù cực khổ ra sao, công việc vẫn làm không thể hết. Một đời tiết kiệm, thu vén, tích trữ, dù gom góp bao nhiêu, tiền bạc vẫn chưa thấy đủ. Một đời nhẫn nhục, nhường nhịn, lo lắng, dù thận trọng đến đâu, lỗi lầm vẫn phạm phải không ít. Một đời đọc sách, cảm nhận, ứng dụng, dù thông minh thế nào, thiệt thòi vẫn gánh chịu ít nhiều. Thế giới rộng lớn, con người bé nhỏ, có một số việc không nên xem quá nặng nề. Trên đời không phải chuyện gì cũng như ý, đừng chèn ép chính mình. Nếu đã tận lực, hết lòng rồi thì kết quả như thế nào cũng nên vui vẻ đón nhận. Vì bận rộn cũng là một thứ hạnh phúc, giúp chúng ta không còn thời gian nghĩ ngợi linh tinh. Bùng ba đôi khi cũng có niềm vui riêng, giúp chúng ta có cơ hội trải nghiệm cuộc sống thực tế. Mệt nhọc cũng là một kiểu hưởng thụ, giúp mình tận dụng hết khoảng thời gian trống. Lận đận cũng là một kinh nghiệm, giúp ta hiểu hơn về cuộc đời. Cuộc sống vốn không hề tồi tệ, đúng sai đều là kinh nghiệm, tốt xấu đều là phong cảnh. Nếu tâm an ổn thì hạnh phúc sẽ luôn có mặt. Dù sao thì cuộc sống vẫn cứ trôi đi, mãi lo lắng xa xôi cho chuyện thiên trường địa cửu, chi bằng giữ lấy sự bình an cho tâm hồn tại giây phút này. Tôi chọn lương thiện không phải vì ngốc nghếch, mà tôi hiểu rằng lương thiện là bản tính. Làm người không thể độc ác, vì chắc chắn sẽ bị báo ứng. Tôi chọn nhường nhịn không phải vì sợ hãi, mà tôi thấy rằng nhịn một chút thì sóng yên gió lặng, nhường một bước thì biển rộng trời cao. Tôi chọn bao dung không phải vì hèn nhát, mà tôi cho rằng giữa người với người cần chấp nhận và bổ khuyết cho nhau thì cuộc sống mới vẹn toàn. Tôi chọn im lặng không phải vì thiếu hiểu biết, mà tôi nghĩ rằng khi đối diện với hiểu lầm, oan ức và không công bằng, nếu mở lòng không tính toán để nhìn ra xa thì chuyện gì rồi cũng sẽ nhẹ nhàng qua đi. Tôi chọn tha thứ không phải vì thiếu nguyên tắc, mà tôi cảm nhận rằng bỏ qua cho người cũng là tha thứ cho mình. Không thể vì một sai lầm nhất thời mà xóa bỏ tất cả. Tôi chọn thành thật không phải vì quê mùa, mà tôi nhận ra rằng sống với sự thật nhẹ nhàng hơn nhiều so với việc che đậy điều giả dối. Tôi trọng tình nghĩa không phải vì cố chấp, mà tôi muốn cùng những người bạn của mình chia sẻ khoảng thời gian quý giá khi có duyên gặp nhau. Không thể giả tạo, không thể lừa dối, vì tôi biết giả tạo và lừa dối không thể mang lại những người bạn tốt, những kết quả mỹ mãn. Lẽ nhân sinh. Tha thứ cho một người thì khá đơn giản, nhưng để tiếp tục tin tưởng lại là điều không hề dễ dàng. Dưỡng ấm một trái tim mất rất nhiều thời gian, nhưng làm nó lạnh giá chỉ cần trong chớp mắt. Cuộc sống nên hoàn thiện lấy chính mình, đừng chen vào cuộc đời người khác. Dù là mối quan hệ gì thì người đến nên nhiệt tình tiếp đón, người đi hãy bình thản tiễn đưa. Cái không thuộc về mình đừng trông chờ, người đối với mình không thật lòng cũng hãy thôi hy vọng. Thời gian luôn thay đổi, ai rồi cũng sẽ khác đi. Dù nỗ lực đến đâu, điều không thể quay lại thì vĩnh viễn vẫn là không thể. Đôi khi thế giới thật rộng lớn, đến nỗi chỉ cần một lần chia xa là cả đời không còn cơ hội gặp lại. Nhưng cũng có lúc trái đất bỗng trở nên nhỏ hẹp, đến mức vừa chia tay, quay đầu lại đã thấy gương mặt họ đang tươi cười, rạng rỡ. Cho nên,
Khi gặp gỡ hãy biết cách trân trọng, lúc bên nhau nhất định nhớ giữ gìn. Quay lưng rồi hãy là người lịch sự, khi chia tay nhất định nhớ mỉm cười, vì biết đâu lần chia xa này sẽ trở thành vĩnh viễn. Biết tự lau khô nước mắt. Thông thường người càng từng trải thì càng trầm tĩnh và giản đơn, kẻ càng hời hợt thì càng nóng nảy và bất an. Người thật sự mạnh mẽ không phải không biết rơi lệ, mà họ có thể nuốt nước mắt vào trong và tiếp tục bước tới. Nhẫn nại một chút, kiên trì một chút, dù chưa nhìn thấy hy vọng cũng nên tin tưởng chính mình. Đôi khi cũng cần can đảm mang gánh nặng vượt quá sức thông thường một chút. Sau khi cố gắng, bạn sẽ phát hiện ra khả năng của mình cũng kỳ diệu lắm, hơn tưởng tượng rất nhiều. Hành trình đời người không chỉ có thuận lợi và bằng phẳng, cho nên hãy biết học cách chấp thuận và mỉm cười. Hãy lau khô giọt nước mắt, hóa giải nỗi nhọc nhằn, rồi tiếp tục đi con đường mình chọn, làm công việc cần làm. Mọi thứ dần dần sẽ trở nên tốt đẹp. Tự viết nên đời mình. Chỉ cần trong lòng kiên định, ngoại cảnh không thể thay đổi được bạn. Không đố kỵ với kẻ khác sẽ không dễ dàng đánh mất chính mình. Điều gì không quên được cũng đừng cố gắng, lỡ quên rồi thì thôi, không cần làm khó bản thân. Thông thường cái được rồi lại để vụt mất sẽ thấy tiếc nuối hơn so với lúc chưa có. Đừng quá ỷ lại bất kỳ ai, vì ỷ lại mới có kỳ vọng, vì kỳ vọng mới có thất vọng. Cuộc sống giống như que kem, hãy tranh thủ thưởng thức khi kem chưa tan chảy. Trên đời này vốn không có quá nhiều nếu như. Bạn là tác giả của đời mình, không cần phải viết một kịch bản quá bi ai hay bất hạnh. Đừng đứng ở một góc xa xôi chờ đợi rồi lo lắng, sợ hãi. Hãy mạnh mẽ bước tới, nhất định sẽ tìm được phương hướng. Thế giới dù kỳ diệu đến đâu, nhân tình dù tốt đẹp thế nào cũng không mấy liên quan đến bạn. Bạn là bạn, chỉ cần trang bị cho mình đôi cánh thật tốt rồi bay đến nơi muốn đến là đủ. Để cuộc sống vui vẻ hơn, hãy thực tập cho đi nhiều hơn. Người và người qua lại với nhau đều dùng tâm cảm nhận. Bạn tốt với ai, họ nhất định sẽ biết và có cách đền đáp. Đòi hỏi ít lại, bớt đòi hỏi người khác, yêu cầu bản thân nhiều hơn. Không nhiều tham vọng thì sẽ bớt đi những suy tư toan tính. Hóa giải hận thù. Đời người như một làn khói tỏa, sanh ra hai tay trắng, chết đi cũng không mang theo được gì. Tha thứ cho người khác cũng là giải thoát cho chính mình vậy. Tập sống đơn giản. Cuộc sống vốn không hề phức tạp. Hãy thực tập sống đơn giản nhất có thể. Dành thời gian quan tâm nhiều hơn đến người thân cùng bạn hữu. Bạn sẽ cảm nhận được niềm vui và ý nghĩa sự sống. Giữ cho mình một lý do để cười. Mỗi người đều có những ưu điểm khác nhau, không cần chứng minh với bất kỳ ai. Chỉ cần mình nỗ lực phát huy, mọi người sẽ cảm nhận được. Một phút giận hờn khiến mình mất đi 60 giây vui vẻ trong đời. Nên chúng ta hãy học cách tùy thuận, xem mọi việc nhẹ nhàng một chút. Bất luận thế nào, chỉ cần bản thân lựa chọn thì sẽ không có chuyện đúng, sai hay hối hận. Vì mọi quyết định đều có lý do riêng, đôi khi chỉ cần mình hiểu là đủ. Như trong tình cảm, người thật lòng thương yêu tuyệt đối sẽ không rời xa bạn. Dù có trăm ngàn lý do để từ bỏ, cuối cùng họ cũng sẽ tìm được một duyên cớ để tiếp tục kiên trì. Yêu thương
không phải vì tìm thấy sự hoàn mỹ, mà biết cách bao dung lấy những cái chưa vẹn toàn. Đừng để nước mắt mình rơi một cách dễ dàng, vì khi cười, thế giới sẽ cùng cười với bạn. Lúc khóc, bạn chỉ có thể khóc một mình. Hãy làm một người điềm tĩnh, sống một đời lương thiện, nở nụ cười trên môi, có niềm tin trong lòng, thì cuộc sống sẽ luôn luôn tươi đẹp. Cũng là một cách sống. Ở đời, thời gian không đủ nhiều để dành cho việc hối hận. Ăn rồi thì đã ăn rồi, không cần phải nói lại. Yêu rồi cũng đã yêu rồi, không cần phải lăn tăn. Tan rồi thì đã chia xa, không cần phải níu kéo. Đời mỗi người chẳng qua cũng chỉ là một hành trình. Vinh hoa phú quý như hạt sương trên hoa cỏ buổi sớm mai. Lúc sanh ra không mang gì đến, thì khi chết đi cũng không đem được gì theo. Được mất cũng chẳng là gì, cứ thuận theo tự nhiên, ắt sẽ bình an. Bạn đối với một người có thể không là gì, nhưng đối với người khác có khi lại là bảo vật vô giá. Hãy nhớ giá trị của mình ở đâu để có cách ứng xử phù hợp nhất. Không cần mời quá nhiều người bước vào cuộc đời mình. Gặp người thương mình sẽ học được cách cảm ơn. Gặp người mình thương tự nhiên biết cách chia sẻ. Gặp người không hiểu mình lâu dần sẽ biết cách bao dung. Gặp người mình không hiểu, nếu có lòng sẽ luyện được nghệ thuật thấu hiểu. Vướng bận của lòng tham. Con người thông thường vì quá xem trọng dục vọng của mình mới phải quan tâm thái quá đến phản ứng của kẻ khác. Khi mong cầu không được toại nguyện, liền cảm thấy bi thương. Người có lòng tham càng lớn sẽ càng trở nên yếu đuối. Kẻ chú ý đến lợi ích của mình bao nhiêu sẽ có nhiều toan tính bấy nhiêu. Muốn đạt được càng nhiều sẽ thấy mất mát càng lớn. Bao nhiêu tổn thương cũng từ tham dục mà ra. Nếu lòng tham của chúng ta nhỏ lại, người khác sẽ không thể đoán định được và lợi dụng nó để phục vụ cho mục tiêu của họ. Nếu dẹp bỏ được lòng tham, những phiền não không có chỗ bám víu sẽ phải tự rời đi, và chúng ta sẽ được tự tại. Tự lực sống vui. Con người dù lạc quan thế nào cũng có khi phải rơi lệ. Nội tâm dù mạnh mẽ đến đâu cũng sẽ có lúc cảm thấy chông chênh. Chúng ta đều mong ước khi trời mưa có người che dù, gặp oan ức có người an ủi, lúc nguy cấp có ai đó bảo vệ. Nhưng ai nấy cũng đều hiểu rằng đường dù xa đến đâu, bản thân cũng phải tự đi. Việc dù nhiều rối rắm, mình cũng phải tự làm. Niềm đau dù khó tiếp nhận, cũng phải tự mình bước qua. Thế thái thất thường, không thể không tỉnh táo. Lòng người thay đổi, không thể không thích nghi. Hãy học lấy sự trân trọng, nhưng đôi lúc cũng nên biết cách lãng quên. Đối diện với điều khó đối diện có khi cũng là sự gánh vác. Tiếp nhận những điều khó tiếp nhận sẽ giúp ta trưởng thành hơn. Dù lòng người thường hay yếu đuối, cũng nên cố gắng tập sống thật mạnh mẽ, vì không ai có thể thay thế ta sống trọn cuộc đời này. Thương lấy bản thân, đối xử tốt với mình và sống những ngày tháng đáng tự hào. Hoàn thiện từ phiền não. Bạn tức giận là vì lòng chưa đủ bao dung. Bạn phiền muộn là do tâm chưa đủ rộng lượng. Bạn lo nghĩ là bởi trí chưa đủ thông dong. Bạn đau thương là tại chí chưa đủ kiên cường. Bạn đầu rỉ là do nghĩ chưa đủ tích cực. Bạn đố kỵ là vì mình chưa đủ ưu tú. Mỗi loại phiền não đều bắt nguồn từ chính mình. Mỗi khi chúng xuất hiện là cơ hội để ta quay về quan sát nội tâm,
nhận ra khiếm khuyết bản thân, rồi nỗ lực chuyển hóa. Cứ như thế, chúng ta hoàn thiện hơn mỗi ngày nhờ phiền não. Khoảng trời của một mình. Một mình có thể sẽ hơi buồn. Đừng quên an ủi bản thân. Ngày mai, dù chuyện gì xảy ra, cũng phải tiếp tục cố gắng. Một mình có thể sẽ cô đơn. Đừng quên dỗ dành bản thân. Trong lòng ấm áp thì chút cô đơn cũng chẳng đáng gì. Một mình có khi thấy lẻ loi. Đừng quên nhắc nhở bản thân. Mỗi người đều có con đường cần đi. Không ai có thể đồng hành với ta suốt đời. Một mình có khi thấy yếu đuối. Đừng quên cổ vũ bản thân. Chỉ cần dũng cảm hơn một chút, ta sẽ học được tính kiên cường. Một mình có khi thấy buồn bực. Đừng quên khống chế tâm trạng để không tổn thương đến những người quan trọng quanh mình. Một mình phải biết tự chăm sóc bản thân. Thế giới rộng lớn, người thương mình thật lòng không nhiều và không thể ở mãi bên cạnh. Nên hãy tập sống độc lập, vì mình và vì người lo lắng cho mình. Con đường đang đi là do mình lựa chọn, nên dù khó khổ đến đâu cũng dặn lòng phải đi cho đến cùng. Cuộc đời không có chướng ngại nào là không thể vượt qua. Mỗi công việc đều có niềm vui riêng, như mỗi người đều có những điều cần lo lắng. Chân mỏi có thể nghỉ, lòng đau thì lặng im, tổn thương khó chịu thì ngồi xuống an ủi lấy mình. Dù thế nào cũng không cần bày ra bộ mặt thảm thương trước bàn dân thiên hạ. Khi gặp chuyện ấm ức, hãy ngước nhìn lên cao. Trời đất bao la sẽ giúp ta dung chứa mọi muộn phiền. Vì con đường phía trước của mỗi người đều rất dài, rất nhiều đoạn phải một mình bước đi. Bởi người sanh ra bạn sẽ già yếu, người yêu thương bạn rồi cũng sẽ rời xa. Chỉ có bản thân bạn là phải kiên trì đến cùng. Chúng ta đến thế giới này một mình, khi kết thúc cũng một mình rời đi. Người thân và bạn bè là những lữ khách của ta trong đời này. Có người sẽ đi cùng một đoạn, có người thì lâu hơn chút, nhưng rồi cũng sẽ rời xa, và ta lại phải tiếp tục một mình. Một mình tự lựa chọn con đường, tự chống đỡ mưa gió, tự đối diện tất cả các vấn đề. Một người vững vàng thì dù mưa to gió lớn cũng không thể ngăn cản lối đi. Cứ vươn mình bước tới, buồn vui hờn giận tự mình cảm nhận, ngọt bùi cay đắng tự mình kinh qua. Một mình quen rồi sẽ không thấy cô đơn nữa, vì cuộc sống này không có gì đáng sợ, không có gì là không thể. Hãy tin tưởng bản thân, bạn sẽ thành người mạnh mẽ. Chúng ta đến với thế giới này, tự trung chỉ có hai việc lớn, sanh và tử. Một việc đã hoàn thành, chỉ còn lại một thôi, nên không cần phải gấp. Một đoạn đường nếu đi đã lâu mà không nhìn thấy hy vọng thì nên thay đổi phương hướng. Một sự việc nghĩ đã nhiều vẫn không mở được nút thắt trong lòng thì nên buông xuôi. Một số người qua lại lâu ngày vẫn không cảm nhận được sự chân thành thì hãy rời xa. Một lối sống áp dụng một thời gian dài vẫn không tìm thấy niềm vui thì nên chọn cách thay đổi. Giữ mình chừng mực. Con người kiên cường lâu ngày sẽ có khi mỏi mệt. Tình cảm để tâm quá nhiều sẽ khiến lòng đớn đau. Công việc tích cực quá đà cũng có khi mang vạ. Lời nói phát ngôn quá lố sẽ trở thành khoác lác. Đã là cuộc sống thì không thể thiếu cay đắng ngọt bùi. Đã là cuộc đời thì sao tránh khỏi tình người ấm lạnh. Ai chẳng mong một đời thuận buồm xuôi gió,
không gặp đau thương. Ai chẳng muốn quý trọng tình nghĩa, không bỏ, không rời. Có một số việc nhìn rõ rồi sẽ thấy nhẹ nhàng hơn. Có một số người hiểu thấu rồi thì không bận lòng nữa. Làm người nhiều lúc không nên quá rạch ròi. Có khi hết lòng hết dạ vẫn bị trách hờn. Cứ thoải mái vô tư thì không gì vướng bận. Chỉ cần trân trọng người trước mặt, làm tốt việc của mình, chân thành lương thiện, không thẹn với lòng, tất cả sẽ có sự hồi đáp xứng đáng. Nắng mưa mặt đời. Trong mỗi người đều có một bầu trời riêng. Có khi mưa gió, có lúc quang đạn. Mình ở trong đó và người khác không thể xen vào. Trong mỗi trái tim đều có những phân đoạn tình cảm. Có lúc ngọt bùi, cũng có đoạn đắng cay. Đôi khi mình không thấy rõ và người khác cũng không hiểu được. Vì tâm tình không thể nói ra mới gọi là tiếng lòng. Vì nước mắt không thể tuôn rơi mới thấy đời nghiệt ngã. Suốt ngày phơi bày nụ cười rạng rỡ trước bàn dân thiên hạ, nên thấy khó lòng chia sẻ tâm sự. Quen nói những lời đắc ý thành công, nên nỗi đau không còn cơ hội bày tỏ. Những lời khuyên người khác đều là chân lý, nhưng việc đến bản thân mình lại nghĩ mãi không thông. Khuyên người khác thì tỉnh táo rõ ràng, khi gặp phải lại đau đầu nhức óc, là chuyện người thường hay mắc phải. Có một số việc nếu không đến với mình sẽ không cảm nhận hết nặng nhẹ. Một vài tình cảnh nếu không phải là mình sẽ không hiểu hết cảm xúc bên trong. Nếu biết rõ mưa gió cuộc đời hay nắng đẹp nhân gian đều chỉ tạm thời, quan trọng là những gì còn lại sau đó, thì bận lòng chi những dịch chuyển đổi thay. Hãy cứ sống tốt con người hiện tại của mình là được. Một con người. Tôi tin rằng nhiều khi một mối quan hệ chấm dứt không phải bởi chúng ta thay đổi, mà là duyên phận đã không còn. Những câu chuyện nói hoài không xong thì nay đã hết. Những ấm áp từng có chỉ là chuyện ngày xưa. Những cảm xúc đã qua chỉ còn trong quá khứ. Không phải người trở mặt vô tình, cũng không phải do mình qua cầu rút ván. Chỉ là giữa chúng ta không còn những kiểu ước hẹn âm thầm như trước. Tôi cũng tin rằng con người ai cũng có mặt ích kỷ và một khoảng độ lượng. Một người rơi lệ là vì đau, một người đau là vì quan tâm, một người quan tâm vì có tình cảm, một người có tình cảm vì họ là một con người. Có tình cảm, có quan tâm, từng đau và rơi lệ chứng tỏ bạn là một con người hoàn chỉnh. Nên nếu thấy mỏi mệt, hãy tha thứ cho mình. Vì chúng ta cũng chỉ là một người bình thường, không cần phải tỏ ra mạnh mẽ đến bất khả xâm phạm. Đời người không có chướng ngại nào là không thể vượt qua. Mỗi người đều có những niềm vui và nỗi buồn cần chuyển hóa, những hạnh phúc và buồn đau cần đối diện. Sanh là chuyện đã rồi, sống là mình phải chọn. Hiểu đạo lý này, bạn sẽ có cách thích ứng của riêng mình. Nguyên tắc làm người. Làm người, tiền bạc ít một chút cũng được, nhưng đừng để ý chí nghèo hèn, đừng vì thiếu tiền mà tầm nhìn hạn hẹp. Dù không thể đạt đến vinh quang thì cũng nên làm một người hữu dụng. Làm người, ngoại hình có thể không bắt mắt, nhưng đừng để nội tâm xấu xí. Nhân từ lương thiện không phụ thuộc bề ngoài, mà xuất phát từ bên trong tâm hồn. Làm người, hình thể thấp bé một chút cũng được, nhưng đừng để tấm lòng nhỏ nhen. Thế gian chẳng ai thích những kẻ tâm địa hẹp hòi. Dù vai nhỏ lưng gầy, nhưng tấm lòng nhân hậu vẫn an ủi sự ấm được vô số người. Làm người
thể trạng gầy yếu một chút cũng được, nhưng đừng để tinh thần nhu nhược. Những người nhu nhược thường hay bi quan và tự ti, cho nên nhất định phải luyện lấy tinh thần dũng cảm, có chủ kiến và tự tin. Làm người tai mắt chậm chạp một chút cũng được, nhưng không được để tâm trí mê muội. Luôn nhắc mình giữ lấy tâm sáng trí thông để nhìn xa trông rộng. Làm người nhẫn tâm một chút cũng được, nhưng nhất định đừng quá ngang tàng để giả tâm biến mình thành ác quỷ. Nếu không, bạn không vào địa ngục thì ai vào? Làm người thông minh một chút cũng được, nhưng nhất định đừng tự cho mình là kiệt xuất, còn người đời đều là kẻ ngốc. Nếu không, thế giới này chỉ có một kẻ ngu ngơ là bạn. Làm người lười biếng một chút thì được, nhưng đừng bao giờ là một kẻ suốt ngày biếng nhác. Việc cần làm thì nên cố gắng làm cho trọn vẹn, nên có tâm cống hiến một chút, nếu không muốn làm ký sinh trùng đeo bám xã hội. Làm người tiết kiệm một chút thì được, nhưng đừng quá toan tính vì tiền bạc. Nếu không, bạn sẽ có thói quen đánh giá người khác qua đồng tiền, sớm muộn gì cũng thành nô lệ cho nó. Làm người khoan dung một chút thì tốt, nhưng đừng để người khác xem thường, lợi dụng sự khoan dung của mình mà tiếp tục phạm lỗi. Dù thế nào cũng nên giữ lấy quy tắc và sự tự tôn riêng. Làm người khổ cực một chút cũng được, nhưng đừng để nỗi khổ kéo dài không phương giải thoát. Phải học cách vươn lên. Lặng ngắm một sắc hoa. Đời người có khi cần một khoảng lặng để lắng nghe tiếng hoa nở, ngắm nhìn sự xao động của lá cây. Đừng cho rằng mình buông không được đối phương thì người ta cũng sẽ đa tình mà không đành quên bạn. Cá không có nước có thể chết, nhưng nước không có cá lại càng thảnh thơi. Việc cần đến sẽ đến, người muốn đi rồi cũng sẽ đi. Đừng cự tuyệt, cũng đừng níu kéo. Không cần mệt mỏi theo đuổi những người xinh đẹp, mà hãy trân trọng những ai làm cuộc sống của bạn trở nên tươi đẹp hơn. Cứ hết lòng với công việc trong một ngày, trong hiện tại, thì về sau mọi thứ đều sẽ trở thành những hồi ức đáng nhớ. Lấy tâm bình an để tiếp nhận mọi việc phát sinh, dùng lòng khoan dung để đối đãi với những người lầm lỗi, thì lo gì cuộc sống này không thanh nhàn, cuộc đời này không nhẹ nhõm. Trải nghiệm để trưởng thành. Có một số việc phát sinh rồi chỉ có thể đón nhận, có một số người mất đi rồi chỉ có thể buông tay, một số đoạn đường lựa chọn rồi chỉ còn cách bước tới. Rất nhiều thứ tốt đẹp đều đến từ sự chờ đợi, không phải do giành giật. Nên có lòng nhẫn nại nếu không muốn lỗi hẹn với hạnh phúc. Hãy tận hưởng mọi việc lớn nhỏ phát sinh trong cuộc sống, vì ngày mai khi nghĩ lại, bạn sẽ nhận ra kỳ thực chúng đều rất quan trọng. Rất nhiều việc phải đợi đến khi trở thành hồi ức, mình mới ý thức được giá trị mà chúng mang theo. Nếu thật sự có duyên thì thời gian hay khoảng cách đều không phải vấn đề. Còn đã vô duyên thì dù có gặp rồi cũng mỗi người một hướng. Có lẽ một người cần đi qua rất nhiều đoạn đường, trải nghiệm nhiều vinh hoa và bao nỗi vất vả mới có thể trưởng thành. Khi nhìn rõ một người mà không nói ra, bạn sẽ hiểu được ý nghĩa của sự tha thứ. Không thích ai đó mà không trở mặt, bạn sẽ cảm nhận được đỉnh cao của sự tôn trọng. Một người trưởng thành không phải vì sống lâu, đi khắp nơi và kinh qua nhiều chuyện, mà bởi họ biết lúc nào cần buông xuống hoặc khoan dung để hạn chế sự đấu tranh giành giật. Ai trong lòng cũng từng gánh chịu ít nhiều nỗi đau khác nhau. Không phải vì đã qua nên không còn cảm giác, mà bởi họ biết có nói ra cũng không giải quyết được gì,
chỉ làm bản thân yếu đuối hơn mà thôi. Có những vết thương không phải không quan tâm, mà ta hiểu chỉ có thể lặng im đối diện, tự nó sẽ bình phục. Trưởng thành là có thể giữ tròn nụ cười trong quá trình chuyển hóa, khổ đau trở thành hạnh phúc. Bất luận cuộc sống hiện tại có bao nhiêu điều tồi tệ, cũng cần dũng cảm đối mặt. Đừng nghĩ chuyện lẩn tránh, càng không nên nguyền rủa oán than. Vì tất cả là để bạn trưởng thành, cần biết cách tận dụng lấy. Mỗi buổi sớm mai khi mặt trời xuất hiện, nhớ nhắc bản thân sống một ngày vui vẻ và ý nghĩa, đầu tiên là cho chính mình. Trên đời chỉ có lòng người thiên lệch, chứ không có chuyện gì là không công bằng. Không cần oán, cũng đừng nên hận. Cứ hết mình với hiện tại, mọi thứ lớn nhỏ sẽ từ từ lùi vào dĩ vãng. Cuộc sống dù tàn khốc đến đâu, bạn cũng hãy cứ kiên trì. Vì nỗ lực bao nhiêu sẽ đạt được thành công bấy nhiêu. Khi thời gian qua đi, nhìn lại cuộc hành trình sẽ thấy, trong biển người mênh mông, mỗi một cuộc hội ngộ đều là một nhân duyên tốt đẹp. Đời một người tính dài ngắn làm chi, quan trọng là mình làm được gì trong khoảng thời gian sống. Cuộc sống gập ghềnh lắm, nhớ để người bên cạnh cảm nhận chút ấm áp. Vì mỗi ngày người còn lại bên ta sẽ một ít đi, khoảng thời gian mình được gặp họ cũng ngày càng ngắn lại. Buổi sáng khi mặt trời xuất hiện, nhớ nhắc mình bắt đầu một ngày bình yên, đặt niềm vui trong lòng và nở nụ cười trên môi. Những dấu hiệu chứng tỏ bạn đã trưởng thành. Bình tĩnh và kiên cường. Có những người khi đối diện với bất kể chuyện gì đều trầm lặng không nói. Khi bị hiểu lầm thì không giải thích, khi bị bình luận thì không tranh cãi, khi bị đặt điều thị phi thì không cải chính. Họ im lặng không phải vì sợ hay nhu nhược, hèn yếu, mà vì muốn để thời gian chứng minh tất cả. Đôi khi im lặng giúp tâm thái người ta thoải mái hơn là thổ lộ dốc bầu tâm sự. Im lặng cũng là biểu hiện của sự từng trải trưởng thành. Đau rồi thì hãy cố gắng nhẫn chịu một chút, mệt mỏi rồi thì nên im lặng nghỉ ngơi. Biết khoan dung và hiểu người khác. Biển có thể thu nạp trăm nghìn sông nên mới trở nên rộng lớn. Người biết khoan dung với lỗi lầm của người khác, thực ra cũng sẽ biết tha thứ cho chính mình. Biết buông bỏ và biết quý trọng. Người trưởng thành biết tự loại bỏ một số loại đồ vật trong hành trang trên đường đời của mình. Ví như những người bạn hư tình giả ý, những thú vui rượu chè vô nghĩa, những câu chuyện phím vô dụng. Đồng thời họ biết nắm giữ và trân quý sự tự tin, tấm lòng lương thiện và sự khiêm tốn giản dị. Sống lý trí và nhiệt tình. Con người ta trưởng thành qua thời gian. Khi đối diện với hiện thực phũ phàng của thế giới, của xã hội, người trưởng thành sẽ nhiệt tình, kiên cường, luôn trân trọng từng phút giây của cuộc sống. Họ biết trân quý giá trị của sinh mệnh, biết rằng được sinh ra trên cõi đời này là điều đáng trân quý biết nhường nào. Khi vui, tự nhủ lòng rằng niềm vui này chẳng thường hằng bền lâu. Vốn xưa vui bạn với sầu, trong tia nắng đã in màu hạt mưa. Lúc buồn chẳng thiết đuổi xua, buồn ni rồi cũng đông đưa vô thường. Nhìn cho thấu rõ tận tường, vui buồn tan dưới cội nguồn chân như. Còn tâm này vốn huyễn hư, cưỡi trên sóng bạc khoan thư ta về. Nhiều lắm phù du sống một ngày, đời mình cũng rứa có ai hay.
diễm mộng đêm qua thành triệu phú, thức giấc bật cười vẫn trắng tay. Nhà dẫu trăm gian ngủ một giường, bạc vàng chất chứa ngập trong rương. Một cơn gió ác thành thiên cổ, thần thức ngục tù trong vấn vương. Dẫu ta quen biết đầy thiên hạ, mấy kẻ quan hoài cho nén hương, tơ tình bao mối thành xa lạ, mình lẻ loi đi nghiệp dẫn đường. Vô thường một sớm làm cây chổi, quét lá mùa thu quét mạng người. Nếu hay vạn sự làm mây nổi, thì giờ nắm níu hoặc buông lơi. Nhiều lắm trăm năm một kiếp người, đến rồi ai cũng phải đi thôi. Hãy sống sao cho đầy ý nghĩa, để buổi xuôi tay miệng mỉm cười. Những điều không nên ngộ nhận trong cuộc sống. Hạnh phúc là để cảm nhận, không phải để huênh hoang. Cuộc sống là để trải nghiệm, không phải để toan tính. Tình thương là để kết nối, không phải để thử nghiệm. Cha mẹ là để hiếu thuận, không phải để đòi hỏi. Bạn bè là để chia sẻ, không phải để so bì. Người thân là để chăm sóc, không phải để tổn thương. Công danh là để cống hiến, không phải để tự đại. Vật chất là để sử dụng, không phải để phô trương. Giả dối là để phá hoại, không phải để bảo hộ. Tin tưởng là để chắc chắn, không phải để áp lực. Tiền bạc là để chi tiêu, không phải để đo lường. Này em cứ trải lòng mình, dẫu từng khóc tuổi với nghìn đau thương. Niềm đau nỗi khổ là sương, sẽ tan tựa sóng trùng dương vỗ bờ. Này em chớ sống hững hờ, ơn người mở lượng tóc tơ một lần. Giữa đời có bốn cái ân, dầu khôn đáp tà tình trần nhớ ghi. Này em vạn nẻo đường đi, nếu từng gục ngã kiên trì đứng lên. Đạo đời hai lối chông chênh, công thành không kể, kể bền lòng ta. Này em đạo lý xưa xa, thứ tha lầm lỗi chính ta nhẹ lòng. Biển đời lúc đục lúc trong, nhân hoàng mấy kể từng không lỗi lầm. Cùng tôi em hãy mở tâm, về xoa dịu những vết bầm tổn thương. Đời ai vui mãi không buồn, cõi tâm khoáng đạt vì nhường nhịn nhau. Thế thường khóc trước cười sau, kẻ giòn cười lại cứ sầu quanh năm. Thế gian vốn dĩ thăng trầm, dài khôn thua một nét tâm thật thà. Mong manh là cõi ta bà, này em hãy sống đang là hôm nay. Ngày mai ai biết ai hay, bàn tay con tàu lá lay đổi dời. Khi danh khi lợi qua rồi, cuối đường lưu già nét cười trẻ thơ. Cuộc đời thấp thoáng cơn mơ, thế nên hãy sống như chưa sống từng. Này em đôi lúc biết dừng, thản nhìn mây nước ung dung qua cầu. Vài lời thương mến cho nhau, thôi chừ sống lại từ đầu nghe em. Không tha thứ là một loại ngục tù. Nhà tù là nơi giam giữ những người phạm tội. Tâm chúng ta cũng như một nhà tù, nơi ta giam giữ những người có tội, có lỗi với ta. Chúng ta khóa chặt họ trong đó, ta giữ kỹ chìa khóa, ta ráo riết canh cửa ngục ngày đêm. Ta tự nhủ, tôi sẽ không cho anh ta hoặc cô ta ra ngoài. Tôi có thể thả anh ta, cô ta, nhưng tôi quyết không thả.
trong lúc ấy thì chính chúng ta cũng đang ngồi tù. Ta không hề hay biết ta đang bỏ tù chính mình, ta cũng đang ngồi tù. Không tha thứ chính là một loại ngục tù là vậy. Hãy cứ thương đi dù ai ghét, dù ai ganh bôi bác thị phi. Thói đời vẫn vậy chấp mà chi, đời ý nghĩa là khi tha thứ. Những hạt mầm an vui cần gửi chút yêu thương để tình người ấm lại, cần đôi phút khờ dại để lòng mình vô ưu, cần trải chút tâm từ để chan hòa cuộc sống, cần lặng dừng sao động để cảm nhận bình yên, cần về với thiên nhiên để nghe hồn tươi mát, cần sống đời mộc mạc để tâm tình thanh cao, cần biết tặng biết trao để đời không vô vị, cần đối xử tế nhị để ta người thăng hoa, cần dung thứ bỏ qua để mai kia còn gặp, cần biết sống tự lập để trưởng thành vươn lên, cần chân cứng đá mềm để bước cùng gian khó, cần đôi khi bày tỏ để thôi niềm cách ngăn, cần biết Phật Pháp Tăng để tâm đăng tỏ ràng, cần lấy thiện làm bàn để lối về an vui, cần biết tiến biết lùi trên con đường danh lợi, cần biết luôn làm mới tháng ngày hạnh phúc hơn, cần biết sống tri ân để vẹn câu tình nghĩa, cần nếm mùi dâu bể để quay về giác tâm. Tâm ta như thế nào, đời mình là thế ấy. Vậy cần nên gieo cấy những hạt mầm an vui. Tỉnh ngôn cho ngày mới. Không luôn sống hoài niệm về những gì trong quá khứ gọi là buông xả. Không cuồng vọng với những gì còn nằm trong tương lai gọi là an trú. Không vương vấn tâm tư với những người đã rời xa gọi là an nhiên. Không khổ đau với những điều đã nỗ lực mà không đạt thành tựu gọi là tùy duyên. Không quay quắt với những gì chưa có hay không có được gọi là thuần pháp. Không xâm nhập vào đám đông để đánh mất mình gọi là thần trọng. Không quên đời mình đang tồn tại qua từng hơi thở gọi là biết sống. Không thốt ra những lời binh khí miệng lưỡi gọi là ái ngữ. Trước khi quyết định làm điều gì, nhận thấy rằng điều đó sẽ dẫn đến đau khổ cho mình, cho người, ngày đó biết dừng tâm lại gọi là từ bi. Năm nghịch lý của con người thời nay. 1. Thế giới ảo thực hơn thế giới thực. Công nghệ đang ngày càng phát triển giúp chúng ta kết nối được nhiều người, thu hẹp những khoảng cách địa lý. Ngồi một chỗ, chúng ta có thể trò chuyện với bạn bè khắp thế giới, kết nối mọi thông tin thông qua cái điện thoại bé xíu cầm trên tay. Vì có nhiều quan hệ quá, tiếp nhận nhiều thông tin quá, nên chúng ta không còn thời gian cho những mối quan hệ thật và đời sống thật nữa. Bữa cơm gia đình không còn ai ân cần hỏi han ai, mỗi người vừa ăn vừa cặm cụi với chiếc điện thoại của mình. Những cuộc gặp gỡ bạn bè cũng không ngoại lệ, mỗi người một góc mải mê với chiếc điện thoại, thỉnh thoảng ngước lên nhìn nhau gượng gạo cười lấy lệ, rồi lại cắm cúi vào cái điện thoại. Thế giới ảo đang hấp dẫn hơn thế giới thật mất rồi. Con người hiện đại ngày nay dường như đang không biết thế nào là đủ, vậy nên điều mà họ đánh mất cũng rất nhiều. Con người hiện đại ngày nay dường như đều bị cuốn vào công việc, kiếm tiền, mà vô tình đánh mất những điều ý nghĩa khác trong cuộc sống. 2. Người nghèo sang hơn người giàu.
Nhiều người ở thành phố, mức sống cao, thu nhập cao, nhưng mấy khi sắm được cho cha mẹ ở quê những thứ tốt nhất. Hầu hết những gì họ gửi về nông thôn là những thứ đồ cũ không xài nữa, đã hư hỏng hoặc lỗi thời. Ngược lại, những người nghèo khó ở nông thôn luôn chọn những thứ tốt nhất gửi lên cho người thành phố. Con gà béo nhất, buồng chuối to nhất, trái mít ngọt nhất. Chẳng phải dân nhà quê chơi sang hơn người thành phố sao? 3. Kiếm tiền mua sức khỏe. Chúng ta muốn kiếm thật nhiều tiền, chúng ta muốn thật giàu có, vì thế luôn cố gắng làm việc thật nhiều, thật nhiều. Làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm. Tuần làm 40 giờ không đủ, tranh thủ làm thêm cuối tuần. Nhiều người thậm chí còn dùng đủ các loại thủ đoạn, mánh khóe để đạt được danh lợi cho mình. Hậu quả là thân tâm đều mệt mỏi rã rời, bệnh tật tìm đến. Cơ thể không một phút nghỉ ngơi, khiến mắt mờ, chân run, đầu óc mụ mị, lục phủ ngũ tạng rệu rã, phải vào ra bệnh viện. Lúc đó, bao nhiêu tiền do làm lụng vất vả mới có, đều đưa hết cho thầy thuốc để mua sức khỏe. Nhưng liệu có mua được không? 4. Sinh con cho người giúp việc. Vợ chồng ở với nhau chỉ mong có đứa con cho vui cửa vui nhà, sum vầy hạnh phúc. Những cặp vợ chồng nào vô sinh hiếm muộn thì quán quàng tìm bác sĩ khắp mọi nơi để mong có được mụn con. Trông mong là vậy, nhưng đến khi có con, chúng ta lại mặc nhiên giao con của mình cho người giúp việc trông nom chăm sóc. Việc dạy dỗ con cái cũng khoán luôn cho người giúp việc. Còn chúng ta, những người đã sinh ra những đứa trẻ thiên thần ấy, thì mãi mê đi làm kiếm tiền, mỗi ngày gặp con chưa được 1-2 tiếng đồng hồ. Vậy chúng ta sinh con ra để người giúp việc có được niềm vui nâng niu ẩm bồng, chớ đâu phải sinh con cho ta. 5. Cần nhà hơn là tổ ấm. Nhiều người có tâm lý an cư lạc nghiệp nên luôn muốn sở hữu một căn nhà, ráng phấn đấu kiếm tiền tậu cho được ngôi nhà mơ ước. Có người vay nợ để mua cho được căn nhà, rồi ráng làm lụng kiếm tiền trả dần. Có nhà rồi, chúng ta vẫn dành phần lớn thời gian ở ngoài đường để kiếm tiền, chứ không phải ở nhà. Chúng ta tiếp tục ra đường, cày bừa vất vả ngoài đường, để có thể đổi nhà khác to hơn, mua sắm cho nhà nhiều vật dụng tiện nghi hơn. Lẽ nào chúng ta cần một căn nhà hơn là một tổ ấm? Liệu bạn có đang rơi vào nghịch lý nào trong số 5 nghịch lý của con người thời nay? Niềm an vui vốn dĩ từ nội tâm yên bình. Khi lòng đầy hoan hỷ, thế giới này đẹp xinh. Bài học nửa đời. Nửa đời người tôi hiểu được, vô thường ấy lẽ thường nhiên, và ta chỉ là chiếc lá trong rừng nhân loại vô biên. Nếu có một điều vĩnh cửu thì đó chính là đổi thay. Đổi thay chẳng hề thay đổi, đành hanh tại thế gian này. Điều ta cho là hạnh phúc nào phải cứ là bên nhau, dẫu hai phương trời cách biệt vẫn vui ý hợp tâm đầu. Không phụ thuộc vào năm tháng mà đo sống ít hay nhiều, chính là cách mình đã sống, mỗi ngày tỉnh thức bao nhiêu. Nửa đời trầm tư hiểu được bản chất kiếp người lẻ loi, đã biết nhân sinh hữu hạn, lấp đầy vẫn thiếu mà thôi. Còn sống phủ thềm năm tháng, xóa nhòa cuốn nổi niềm trôi. Chỉ cần nhận ra trầm tĩnh, đớn đau nào cũng phai phôi. Nửa đời người tôi học được, tan hợp thăng trầm bởi duyên. Lúc muôn sự về chốn cũ, nhẹ nhàng đâu bận niềm riêng. Nửa đời người khi tỏ ngộ, phân trần đen trắng mà chi. Thế gian mỉm cười đối diện, sống với cõi lòng vô phi.
mộng cứ là mộng thôi. Hôm kia nằm mộng thấy đời tột đỉnh giàu sang, bước lên ngôi quyền lực, hạnh phúc và vinh quang. Niềm vui chưa hưởng trọn, bỗng tiếng gà gáy vang. Giật mình choàng tỉnh dậy, ta nhìn ta ngỡ ngàng. Đêm qua nằm mộng thấy mang phận nghèo gian truân, tai ương cùng bệnh hoạn đến bủa vây không ngừng. Bèn ra sông tự vẫn, chợt nắng soi giật mình, thì ra là cơn mộng, mở mắt chào bình minh. Đời giàu sang nghèo khó, hai nét mặt buồn vui, trong mắt người tỉnh ngộ, mộng cứ là mộng thôi. Tuyệt đối đừng nói cuộc sống chỉ có tiền. Một nhà doanh nghiệp rất nổi tiếng có thói quen rất lạ, cứ cách một thời gian ông lại dẫn vợ con đến lò hỏa táng để xem. Có người hỏi ông nguyên do làm thế. Ông nói rằng chỉ cần đến nơi đó, cái tâm nóng nảy của ông sẽ mau chóng an tĩnh lại, thấy danh lợi tiền tài thật nhẹ nhàng. Ở nơi hỏa táng này, không kể bạn từng là quan to, quý tộc, quyền cao chức trọng, uy danh hiển hách, hay là một người dân bình thường, nghèo rớt mồng tơi không ai biết đến, đều cùng tư thế nằm bất động, đều được đưa vào bên trong cái lò đang bốc cháy ngùn ngụt. Khi trở ra, ai cũng chỉ còn lại phần tro được đựng trong một chiếc hộp vuông nho nhỏ, có tấm vải đỏ bọc bên ngoài. Khi đến với cuộc đời này, ta chẳng mang theo thứ gì. Khi rời đi, ta chỉ như một làn khói. Ngẫm lại đời người thật đơn giản vậy. Vinh hoa phú quý rồi cũng thoáng qua theo ngày tháng, ân ái tình thù rồi cũng trở về với cát bụi. Hôm nay chúng ta sống trong một thế giới đầy vật chất dục vọng, bởi những cám dỗ mê hoặc quyền lực, địa vị, tiền bạc, mỹ sắc, ăn ngon mặc đẹp, dễ làm cho con người ta trở nên ngông cuồng, ngạo mạn, đam mê và tư lợi. Khi bạn cảm thấy hiện thực và ước mơ có sự chênh lệch, khi bạn cảm thấy không kiềm chế được tâm ân oán tình thù, hơn thua được mất, thủ đoạn mưu tính hại người, sao bạn không thử đi đến nơi lò hỏa táng để nhìn ngắm thật kỹ nắm tro tàn là cái còn lại của một kiếp người? Rất có thể nắm tro nào đó là người mà bạn mới vừa trò chuyện đầy ngưỡng mộ và say mê vài hôm trước. Giây phút nhận ra sự vô thường của kiếp người, bạn sẽ cảm thấy những áp lực đang đè nặng nơi tâm hồn trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Đời người tựa giấc mộng, thế nên tuyệt đối đừng nói rằng cuộc sống chỉ có tiền. Ngồi đếm trăm năm thấy cũng dài, thế rồi không quá một tầm tay, nghìn thu gói trọn trong vài phút, thoảng đến rồi đi như gió bay. Mơ hoang. Không ai sống mãi trăm năm, thế mà tính chuyện xa xăm ngàn đời. Không ai biết được tuổi trời, mà ôm mộng tưởng đổi dời thế gian. Không ai đẹp mãi dung nhan, mà mong hoa thắm chẳng tàn chiều hôm. Nào ai vui mãi không buồn, dùng dằn gian díu cuối đường chia xa. Thở vào có lúc thở ra, giữa hai hơi thở đời ta lắm điều. Không ai dám bỏ tình yêu, dù tình ẩn chứa bao nhiêu lụy sầu. Có ai tóc chẳng bạc màu, mà hoài dệt mộng bên cầu tử sinh. Ít ai hạnh phúc một mình, nên đành đánh đổi mong tìm chút vui. Không ai ưng bước trở lui, nên đường thiên lý ngậm ngùi rủi dông. Mấy ai về lại với lòng, thú đau thương nhận chìm trong vô thường. Không ai sống mãi miên trường,
thì xin nhớ lẽ chân thường tại tâm. Tự tìm khoảng lặng trong ngày. Xã hội ngày càng phát triển, nhiều người ngày càng chạy theo những giá trị vật chất để thỏa mãn những dục vọng, để rồi khó tìm được một phút giây tĩnh tại, một khoảng lặng cho bản thân. Vốn dĩ trong nội tâm mỗi người đều chứa đựng sự thiện lương thuần chính. Đó cũng là đạo lý làm người. Điều khiến ta hạnh phúc nhất là khi được nhìn thấy người khác hạnh phúc. Sự giàu sang vĩnh cửu là giàu sang ở tâm hồn. Muốn nhận thì phải biết cho đi. Có lẽ nếu mỗi người có thể dành riêng cho mình một khoảng lặng để nhìn lại tâm mình, thì mới hiểu thế nào là cuộc sống, mới biết điều gì cần trân quý, điều gì mới là thực tại, mới biết mình là ai và đang kiếm tìm gì trong cõi nhân sinh này. Khi ta thử ném viên đá xuống mặt nước sẽ bị khuấy động. Ta soi mình xuống chỉ sẽ thấy hình ảnh ta méo mó, chẳng đẹp đẽ chút nào. Tâm người cũng như mặt nước ấy. Hãy đợi đến khi tâm dần phẳng lặng, ta sẽ thấy ta thuần khiết nhường nào. Ta sẽ nhận ra ta là ai, ta đang sống hay chỉ đang tồn tại. Thế nên điều ta cần đơn giản chỉ là một khoảng lặng của riêng mình. Điều sống thăng trầm muôn thuở, bên đời những phút lặng yên. Mắt từ hòa, tâm rộng mở, một ngày cũng đã vô biên. Vội. Vội đến, vội đi, vội nhạt nhòa. Vội vàng sum họp, vội chia xa. Vội ăn, vội nói, rồi vội thở. Vội hưởng thụ mau, để vội già. Vội sinh, vội tử, vội một đời. Vội cười, vội khóc, vội buông lơi. Vội thương, vội ghét, nhìn nhau lạ. Vội vã tìm nhau, vội vã rời. Vội bao nhiêu kiếp rồi vẫn vội, đuổi theo hạnh phúc cuối trời xa. Ngoài hiên đâu thấy hoa hồng nở, vội ngày, vội tháng, vội năm qua. Cứ thế nghìn thu đời vẫn vội, mặt mũi ngày xưa không nhớ ra. Đáy nước tìm trăng mà vẫn lội, vội tỉnh, vội mê, vội gật gà. Vội quên, vội nhớ, vội đi về. Bên ni, bên nớ, mãi xa ghê. Có ai giác lộ bàn chân vội, hỏa trạch bước ra, dứt não nề. Khoảng chút suy tư. Đời người, thân thể là quý giá nhất. Thế nên nhất định đừng thẹn với mình. Tâm tình mình là điều đáng trân quý nhất. Thế nên nhất định đừng phá hỏng. Sinh mệnh của mình là vô giá. Thế nên nhất định đừng lãng phí. Có người sinh ra phước nghiệp tốt, có xe cộ, nhà cửa, tiền bạc đủ đầy. Có người sinh ra đã mệnh mỏng, không ai chăm sóc, không có ai để dựa vào. Dù xuất phát điểm của ta thế nào, nhất định cũng đừng xem nhẹ bản thân. Dù đang trong nghịch cảnh thế nào, nhất định đừng bỏ cuộc. Sự đời thay đổi vô thường, rồi sẽ có ngày ta thành người như ta mong muốn. Người có tiền chưa hẳn trên mặt có nụ cười. Nỗi khổ của họ ta không thể hay biết. Người không có tiền chưa chắc mỗi ngày đều không sống vui, sống tốt. Không có áo gấm cơm ngọc, chỉ có áo thô cơm nhạt thì có làm sao? Chỉ cần ta biết vui vẻ, biết đủ thì chẳng thiếu cái gì. Thế nên niềm hạnh phúc của ta chỉ tự tâm ta biết rõ nhất. Tiền là gì? Tiền do con người kiếm được, cũng do chính người tiêu xài. Ăn uống quá kham khổ để dành dụm tiền, rất thích món nào đó nhưng không dám mua. Thử hỏi sống như vậy là thiếu hay không thiếu?
nhiều người vất vả lao lực kiếm tiền thật nhiều, cuối cùng tiền còn, người mất. Thử hỏi sống như vậy có đáng hay không? Nhà là gì? Nhà là nơi để ở, để quay về trong niềm hạnh phúc. Thế nên đừng biến ngôi nhà thành gánh nặng khi suốt ngày phải nghĩ đến việc trả tiền thuê hay trả góp tiền mua mỗi tháng. Sống mà lúc nào cũng phải để tâm đến những món nợ như vậy, thử hỏi tâm có mệt không? Nhà không cần lớn hay nhỏ, chỉ cần thoải mái, dễ chịu. Nhà không quan trọng ở vị trí tốt hay xấu, chỉ cần có hoa, có cỏ. Xe là gì? Xe là phương tiện đi lại, không phải thứ để dùng khoe khoang. Người đi xe đạp không hẳn là không có tiền gửi ngân hàng. Người đi ô tô sang trọng chưa hẳn không đi vay ngân hàng. Đi loại xe gì không quan trọng, quan trọng là không nợ nần. Mua xe gì không quan trọng, quan trọng là đi lại an toàn. Cuộc sống là gì? Sống trong đời không nhất định cần phải đại phú đại quý, mà cần sống sao cho có ý nghĩa. Hạnh phúc là gì? Hạnh phúc không nhất định phải so sánh với người khác, mà là chậm rãi dùng tâm của mình cảm nhận. Vui vẻ là gì? Vui vẻ không nhất định do người khác tạo nên, mà cần phát khởi chân thành từ nội tâm ta. Chỉ mong nhìn lại chính mình, soi lòng trên mỗi tâm tình diễn ra. Cuộc đời quá đổi bao la, điều tôi muốn hiểu chính là tự tâm. Thắp nến hoàng hôn. Đời sắp hết, sao muộn phiền chưa hết? Bao lo toan, chẳng một chuyện ra hồn. Ngước mắt nhìn chiều tím nhuộm hoàng hôn, nghe trời đất chứa lẽ gì sâu thẳm. Chiều qua phố, lặng người khua bước chậm. Ta về đâu, đợi dạt cuối chân trời. Loay hoay cùng nhịp trái đất mù khơi, dường hoang phí đời ta trong mờ mịt. Đời sắp tối mà bàn chân chưa biết, nẻo về sau rạng rỡ ánh mai hồng. Ôi giả tràng một kiếp đã hoài công, mình cô phụ chính mình bao kiếp nữa. Đời mộng mị sao lòng hoài chan chứa, biển mặn đầy cơn khát chẳng hề nguôi. Ta là ai mà đắm đuối cuộc đời, mà đánh đổi nụ cười qua nước mắt. Một ngọn nến ngời khi tà dương sắp tắt, còn chút này sực tỉnh thắp bình minh. Xoay mặt vào trong, tôi bắt bóng đuổi hình, cho vạn kiếp lên đên chừ khép lại. Đôi mắt nhắm thương chuỗi ngày ngây dài, nhân gian ơi cõi mộng biết chăng là. Học cách cúi đầu. Một hôm có người hỏi Socrates, ông là người có học vấn uyên thâm, ông có biết khoảng cách giữa trời và đất là bao nhiêu không? Socrates trả lời, khoảng 1 mét. Người đó không tin, thưa ông, ngoài trẻ sơ sinh ra, chúng ta ai cũng cao hơn 1 mét. Nếu độ cao giữa trời và đất chỉ có 1 mét, thì chẳng phải chúng ta đã đâm vào bầu trời rồi hay sao? Socrates tiếp tục nói, phải, ai mà chả cao hơn 1 mét. Nhưng nếu muốn thông đạt khoảng cách giữa trời đất thì phải biết cách cúi đầu. Câu chuyện này cho chúng ta biết một đạo lý: cúi đầu chính là cách hành xử đúng mực trong cuộc sống. Cúi đầu không phải là nịnh hót bợ đỡ, mà là sự thấu hiểu nhân sinh, biết được khả năng của bản thân nên sẵn sàng đối mặt với hiện thực, khiến tầm nhìn của mình trở nên rộng rãi, thoáng đãng hơn. Ta cần học cách cúi đầu khi đối mặt với hiện thực trước mắt. Ta cần học cách cúi đầu trước những sai lầm của mình. Con người không phải thánh nhân,
ai chẳng có sai lầm, đã mắc lỗi thì nên sửa đổi. Tuy nhiên, có những người không đủ can đảm thừa nhận sai lầm của chính mình. Cúi đầu không phải khuất phục, thấp hèn, mà là biết rằng sai nên phải sửa. Đó là cái giá phải trả. Can đảm cúi đầu trước sai lầm là một hành động thông minh và quyết đoán, là một loại phẩm cách cao quý, rộng lượng mà thông dong. Có công thì mới có thẳng, có lui thì mới có thể tiến, có nhu thì mới có thể cương. Ta cần học cách cúi đầu xuống khi dục vọng thăng lên. Mong muốn của con người vô tận, ai cũng muốn được tung hoành, được nổi danh với đời. Chứng kiến bạn bè, đồng nghiệp đều là ông này bà nọ, trong khi bản thân lại không là gì hết, liền cảm thấy chán nản. Nhưng khi cúi đầu, ta sẽ phát hiện mình đã có được rất nhiều, chỉ là không nhận ra nên cũng không biết trân trọng. Phép biện chứng của đời lại một lần nữa nhắc nhở chúng ta rằng rất nhiều người ngẩng đầu phấn đấu, cuối cùng nhìn lại, cái giành được chỉ là phù du, là vật ngoài thân mà thôi. Những người có sự nghiệp thuận lợi nhất, tiến bộ nhanh nhất thường là những người đã hiểu và biết cách cúi đầu. Lúc nào cũng ngẩng mặt tự phụ thì làm sao nhìn ra cái hay của người khác để mà học hỏi. Chưa một lần biết lặng im, sao ta nghe được nhịp tim mọi người. Chưa hề khóc chẳng biết cười, chưa cho sao tận lòng ngời nỗi vui. Ta xem trọng điều gì nhất trong đời? Một phụ nữ bất hạnh tìm đến lão thiền sư ở nơi thâm sơn để mong được ngài chỉ dạy bí quyết sống hạnh phúc. Thiền sư hỏi: "Xin hỏi đạo hữu, điều đạo hữu đang xem trọng nhất trong đời là gì?" Người phụ nữ chau mày suy nghĩ rồi chắp tay đáp: "Bạch thiền sư, con u mê không hiểu rõ câu hỏi của ngài." Thiền sư mỉm cười, ôn tồn giảng giải: "Ta hỏi đạo hữu về điều mà đạo hữu đang xem trọng nhất, vì điều đó quyết định đạo hữu có được hạnh phúc trong kiếp nhân sinh hay không. Người xem trọng danh tiếng, thể diện, sĩ diện của bản thân thì sẽ bực tức oán hận khi bị ai đó hạ nhục, coi thường. Người xem trọng gia tài, lợi lộc thì sẽ đau như cắt từng khúc ruột, tranh đấu mãi khiến thân thể hao mòn khi bị mất tiền của. Người xem trọng sắc đẹp thì ắt sinh lo buồn, ủ rũ khi nhan sắc tàn phai theo năm tháng. Người xem trọng tình cảm nam nữ thì không tránh khỏi thất tình khi bị người yêu hờ hững, phản bội. Người xem trọng và sống lụy tình cảm thân quyến thì như ngọn cỏ trước gió, không gượng dậy nổi khi người thân gặp chuyện không hay. Không biết đạo hữu xem trọng nhất điều gì trong số những điều đó?" Người phụ nữ như bừng tỉnh ngộ, cô nhận ra mình đang xem trọng và ôm giữ tất cả những điều thiền sư vừa nói. Thì ra, những cái ấy chính là nguyên nhân của nỗi bất an đeo đẳng suốt cuộc đời cô. Cô nói: "Bạch thiền sư, cảm tạ ngài khai thị. Vậy con phải xem trọng nhất điều gì thì mới có hạnh phúc của nhân sinh đây?" Thiền sư mỉm cười, nhẹ nhàng đáp: "Thứ duy nhất đạo hữu nên bảo vệ trên đời này chính là đời sống tâm linh và đạo đức của mình. Người có đời sống tâm linh và đạo đức thì không hốt hoảng khi mất tiền của, vì xét cho cùng, chúng chỉ là phương tiện. Mà phương tiện thì có thể dễ dàng tìm lại được, và dẫu có mất đi thì không hao tổn đến đức hạnh của mình. Người đó cũng không bực tức khi bị sỉ nhục, không thất vọng khi bị lạnh nhạt, không bất an khi gia đình có chuyện chẳng hay. Người đó không lo buồn theo năm tháng, vì hiểu rõ rằng sỉ nhục, lạnh nhạt, hoạn nạn và tuổi già là những thứ nằm ngoài sự kiểm soát của mình, không thể tác động đến đời sống tâm linh và đạo đức của mình. Người đó sẽ chấp nhận tất cả những thăng trầm, thịnh suy của đời sống, vì cuộc đời xưa nay vốn thế. Người đó sẽ cảm ơn khi bị người khác bôi nhọ, vì đó là cơ hội tốt
để tu dưỡng đức hạnh. Một người sống bình an giữa những biến động được mất vô thường chẳng phải là người có nội tâm vững chãi và hạnh phúc hay sao? Nghe xong, người phụ nữ bất hạnh kia bắt đầu lặng im nghĩ suy về những điều mình đã và đang xem trọng trong đời. Còn bạn, bạn đang xem trọng điều gì nhất? Trong phút giây này em có hay, vạn vật quanh mình đang chuyển xoay, có mầm non hé hoa cười nụ, chiếc lá xa cành theo gió bay. Trong khoảnh khắc này em biết chăng, có người hạnh phúc kẻ băn khoăn, nơi tê nghèo đói đời cô quạnh, chỗ nớ ngày chưa hết nhọc nhằn. Thói thường. Vắng rồi mới thấy lòng đau, lúc còn bên cạnh nhìn nhau hững hờ. Khuất rồi quay quắt thẫn thờ, khi gần chẳng thiết một giờ cho nhau. Tháng ngày lạnh lẽo lướt mau, câu thương chưa nói, lời đau đã nhiều. Biệt rồi mới biết là yêu, hỏi thời gian có ngược chiều được chăng. Xa rồi mới thấy ăn năn, chưa lời tha thứ, lòng băn khoăn hoài. Giận rồi mới hiểu mình sai, người đi thôi hết còn ai tự tình. Mất rồi mới biết đoái nhìn, còn đây chỉ một tấm hình lặng im. Hết rồi nhịp đập trái tim, mới hay một kiếp vô minh sống cùng. Đông rồi tiếc những ngày xuân, thả mồi bắt bóng hư không cuối đời. Mưa rồi nhớ sực áo phơi, khóc rồi tiếc hận bao lời đã buông. Mẹ cha thuận thế vô thường, ngàn muôn hiếu hạnh nhớ thương cũng hoài. Chiều tàn mới biết mỉm cười, toan cười thì đã ngập trời bóng đêm. Đi rồi mới nhớ gọi tên, người xuôi vào cõi lãng quên mịt mờ. Tỉnh rồi mới ngộ rằng mơ, thế nên sống trọn từng giờ hôm nay. Người không hết dạ lúc này, đời mang hối tiếc đông đầy vị lai. Sự khác nhau giữa người thông minh và người trí tuệ. Người thông minh biết nắm bắt cơ hội, biết khi nào nên ra tay. Còn người trí tuệ biết khi nào nên buông tay. Vì vậy, cầm lên được là thông minh, nhưng bỏ xuống được là trí tuệ. Người thông minh thể hiện thế mạnh của mình ra ngoài, tức bộc lộ hết tài năng. Người trí tuệ để người khác thể hiện thế mạnh, còn họ âm thầm lặng lẽ làm. Ví dụ, trong một bữa tiệc, người thông minh bận nói không ngừng, vì vậy họ giống cái ấm trà. Người trí tuệ bận lắng nghe người khác nói, thế nên họ giống cái tách trà. Nước trong ấm rốt cuộc cũng phải rót vào tách mà thôi. Thông minh là một loại khả năng sinh tồn, còn trí tuệ lại là một dạng cảnh giới của sinh tồn. Trên thế giới có rất nhiều người thông minh, nhưng rất hiếm người có trí tuệ. Ngay cả Socrates được công nhận là người trí tuệ cũng tự thấy rằng nếu xét theo yêu cầu về trí tuệ thì bản thân ông cũng là người vô tri. Người thông minh thường không chịu được sự thiệt thòi, nhưng người trí tuệ thường có thể chịu thiệt. Người thông minh luôn có thể bảo toàn lợi ích của mình khi làm việc với người khác. Ví dụ như khi kinh doanh, người thông minh luôn có thể thu về lợi nhuận. Còn người trí tuệ sẽ không theo đuổi việc thu lợi nhiều nhất mà đặt lợi ích của người khác lên hàng đầu, thế nên có khi sẵn sàng bù tiền. Người trí tuệ biết rằng không mất thì sẽ không được. Người thông minh chú ý chi tiết, người trí tuệ chú trọng tổng thể. Người thông minh thường phiền não nhiều, thường mất ngủ, qua đời sớm vì nhạy cảm hơn người bình thường. Người trí tuệ có thể rời xa phiền muộn
đạt đến mức độ không vui vì được, không buồn vì mất. Vì vậy, người trí tuệ ăn ngon ngủ yên, sống thọ. Người thông minh có khát vọng thay đổi người khác để người khác làm theo ý mình. Người trí tuệ thường thuận theo tự nhiên. Vì vậy, người thông minh thường có những quan hệ căng thẳng, còn người trí tuệ thường có những quan hệ hòa nhã hơn. Thông minh đa số là trời sinh, có được do di truyền, còn trí tuệ dựa nhiều vào tu tập, rèn luyện. Thông minh có thể giúp ta có được nhiều tri thức, trí tuệ khiến ta có văn hóa. Vì vậy, một người càng có nhiều tri thức thì càng thông minh, còn người càng có nhiều văn hóa thì càng trí tuệ. Thông minh dựa vào tai và mắt, tức tai thính, mắt tinh. Trí tuệ phụ thuộc vào tâm hồn, tức tuệ do tâm sinh. Thông minh có thể mang đến tiền tài và quyền lực, trí tuệ có thể mang đến niềm vui nội tại. Vì thế, nếu cầu tài thì chỉ cần thông minh là đủ, còn nếu muốn thoát khỏi phiền muộn thì cần có trí tuệ. Vậy, bạn là người thông minh hay trí tuệ? Vậy, bạn muốn làm người thông minh hay làm người trí tuệ? Hiểu người ấy gọi thông minh, hiểu mình trí tuệ tự mình vượt qua. Vui đời ẩn giấu phong ba, bình yên nội tại mới là phúc chân. Bận lòng chi nữa, dù đã gặp qua lắm cụ già, ai hay mai đó cụ là ta. Vẫn lo xuôi ngược đời cơm áo, linh hồn hoang phế cõi tha ma. Dù đã thấy nhiều những nạn tai, chuyện ấy đời ta sẽ đứng ngoài. Say sưa tạo ác quên hành thiện, bất chợt tai ương đến thở dài. Dù biết chung quanh lắm khổ buồn, ái tình danh lợi mãi tơ vương, bồn bà tất bật quên nhìn lại những kẻ về không ở cuối đường. Dù thấy bao nhiêu kẻ chết rồi, mình không như thế chuyện xa xôi. Chẳng một ai tin mình sẽ chết, bất chợt vô thường sống cuốn trôi. Ai đã thấy, nghe, biết cả rồi thì về kẻo muộn bóng chiều rơi. Mồ hoang lắm kẻ còn xanh tóc, bận lòng chi nữa giả tràng ơi. Những câu thường nhắc bên lòng. Có những việc hôm nay ta thấy lớn, ngày mai nhìn lại chẳng có gì đáng kể. Năm nay chuyện ấy quan trọng, sang năm sẽ trở thành thứ yếu. Chuyện vĩ đại đời này, đời sau người ta gọi là truyền thuyết. Trên đời có một số việc không phải ta không để tâm, mà có để tâm cũng không làm được gì hơn. Đừng mong cầu mọi người đối xử với mình đặc biệt, cũng chẳng nên hy vọng họ sẽ bớt đi những toan tính. Giữa người với người có thể gần, cũng có thể xa. Giữa việc với việc có thể phức tạp, cũng có thể giản đơn. Giữa tình cảm với nhau có thể sâu, cũng có thể cạn. Trong cuộc sống, có người nói ít làm nhiều, cũng có người chỉ biết hoa tay múa chân. Bạn không nên quá bận lòng về người khác, chỉ cần quản tốt việc của chính mình. Mọi việc còn lại hãy thuận theo nhân duyên. Có một số việc vừa phân trần trắng đen đã trở thành quá khứ. Có một số người ta giận hờn vài ngày đã trở thành dĩ vãng. Có những nỗi đau vừa cười lên đã tan thành bọt nước. Có những hoàn cảnh nhờ chịu chút thương đau mà trở nên kiên cường. Đức Phật từng nói rằng với người không có duyên, bạn nói bao nhiêu lời cũng là thừa. Còn khi đã hữu duyên với nhau thì chỉ cần bạn xuất hiện thôi là đã có thể đánh thức mọi giác quan của họ. Cuộc sống không có nếu như hay giá như, chỉ có kết quả và hậu quả. Đời mình như thế nào là do bản thân lựa chọn.
người khác không thể quyết định thay. Chúng ta nhiều nhất cũng chỉ là câu chuyện của một người. Vì thế trong cuộc sống hay trong công việc, nếu gặp chuyện bất như ý, hãy nói với bản thân rằng hôm nay sẽ qua đi, ngày mai rồi cũng đến, cho nên hãy buông bỏ tất cả để bắt đầu ngày mới. Trưởng thành rồi, bạn sẽ biết cách lấy nụ cười đối diện với tất cả. Chỉ cần luôn làm tốt những việc của bản thân như làm những việc cần làm, nuôi dưỡng lòng chân thành, khoan dung với mọi người, nghiêm khắc với bản thân, giữ gìn sự lương thiện, đi con đường chánh hạnh, mỗi ngày sống trong tâm niệm biết ơn, mọi việc còn lại hãy thuận theo nhân duyên vận hành. Trao gửi chân tình mới có được chân tình. Nhưng mặt khác, ta rất dễ bị tổn thương nặng nề khi trao gửi chân tình nhằm người hư tình giả dối. Đôi khi lãnh đạm không phải là vô tình, mà chỉ là một cách để tránh khỏi bị tổn thương. Giữ khoảng cách mới có thể bảo vệ chính mình, nhưng nhiều khi giữ khoảng cách quá sẽ khiến ta vĩnh viễn cô đơn. Không có nửa bên kia 100%, chỉ có 50% của hai người hợp lại thành cặp vợ chồng hoặc một cặp nhân duyên 100%. Khi giao tiếp, đừng mong muốn hết thảy mọi người đều nghe theo quan điểm của mình, vì đó là thái độ của bản ngã và là nguồn gốc phát sinh kiêu mạn. Người hiểu ta thì ta không cần giải thích. Người không hiểu ta, ta lại càng không cần giải thích, bởi họ không hề muốn nghe ta. Vì thế, giải thích vĩnh viễn là thừa thải. Ngắn ngủi cùng đi một đoạn đường, tuổi chiều tóc bạc ngắm tà dương. Mỉm cười hai kẻ nhìn nhau gật, ừ, chẳng chi ngoài sống để mà thương. Ánh trăng tàn. Xưa có bầy khỉ nọ, lội xuống hồ vớt trăng. Vớt mãi hoài chẳng được, nên mặt mày nhăn nhăn. Lắm khi mình giống khỉ, tìm hạnh phúc trần gian. Đôi tay vừa chạm tới, ơ, mộng vàng vỡ tan. Trăng nghìn thu vẫn đẹp, vì không thuộc về ai. Hồn khát khao chiếm hữu, trăm năm nỗi đau dài. Ta một đời ngây dại, chạy đua với mặt trời, vừa thấy bờ hạnh phúc, hoàng hôn phủ xuống đời. Danh lợi tình mộng mị, tờ đáy nước trăng ngà, lặng chìm trong mê hoặc, nên ngàn đời xót xa. U mê thành kiếp khỉ, chúi xuống dòng đảo điên. Ai giật mình ngước mặt, vầng trăng xưa hiện tiền. Góp nhặt những bông hoa tư tưởng. Tiền xu luôn gây ra tiếng động, còn tiền giấy luôn im lặng. Khi giá trị của bạn tăng lên, hãy giữ cho mình luôn khiêm tốn và nói ít đi. Cuộc sống giống như một quyển sách, một vài chương khá buồn, một số chương hạnh phúc và một số chương rất thú vị. Nhưng nếu bạn chưa bao giờ thử lật một trang, bạn sẽ không bao giờ biết được những gì ở chương tiếp theo. Đừng quá khắt khe với mình, thậm chí mắc những sai lầm cũng có nghĩa là bạn đang cố gắng. Khi bắt điện thoại, bất luận trong hoàn cảnh nào, bạn hãy cười lên, vì người bên kia sẽ cảm nhận được nụ cười của bạn. Cái lưỡi không xương, nhưng đủ cứng để làm vỡ nát một trái tim. Vì thế, hãy cẩn thận với ngôn từ của bạn. Đừng bao giờ cố giải thích con người bạn với bất cứ ai, vì những người tin bạn không cần điều đó, còn những người không thích bạn thì sẽ không tin lời bạn đâu. Hãy ghi nhớ ba điều: cố gắng, kiên định, tin tưởng.
cố gắng vì một tương lai tốt hơn, kiên định với công việc, tin tưởng vào bản thân. Mỗi một người bạn gặp hàng ngày đều là thầy của bạn, người thông thái dạy bạn đạo lý từ bi, người ngang ngược dạy bạn đạo lý nhẫn nhục. Suy nghĩ tạo ra vô số vấn đề, ấy thế mà chính nó lại cố gắng đi tìm cách giải quyết vấn đề. Những vấn đề tưởng tượng và những giải pháp tưởng tượng cứ xoay vần mãi như vậy. Người tự biết mình là ngốc thì không phải kẻ ngốc, còn người tự cho mình là thông minh thực ra lại là người ngốc nhất trong số những người ngốc. Vũ trụ vạn vật đều là nhất thể, đều liên quan tương hỗ với nhau. Khi bạn làm hại mặt đất, dòng sông và các sinh linh sống trên đó, thật ra là bạn đang tự làm hại chính mình. Khi bạn cho đi, thật ra là bạn đang làm lợi cho chính mình. Nếu bạn muốn thường xuyên vui vẻ, đừng đem niềm vui của mình đặt vào những thứ phù phiếm bề ngoài. Hãy xem tiền bạc, nhà cửa, xe cộ của bạn đều là mượn của người khác. Hãy lợi dụng chúng thật tốt, nhưng đừng si mê chúng. Chỉ cần làm được như vậy, bạn sẽ hưởng thụ một cuộc đời đơn giản nhưng vui vẻ. Nếu không cẩn thận, bạn sẽ làm ầm ĩ cái việc kiếm sống của mình. Bạn luôn bận rộn, nhưng tại sao? Chỉ là để kiếm miếng ăn. Đàn gà tíu tít tìm và mổ thức ăn, nhưng cuối cùng chỉ để bị người ta ăn thịt. Không nhẽ con người cả đời bận rộn chỉ để chết mà thôi. Một đời luân lạc ưu phiền, tháng năm lòng nặng bao niềm âu lo. Từ đâu ai đã buộc cho, khư khư rồi lại bo bo nghiệp trần.